bạn lên xong nồi nhá. Ở giữa có kiềng ba chân này, có ống khói ạ. Chắc chắn quá nhỉ. Ở dưới sẽ là miếng đỡ cho nhá, có cả chân đỡ luôn các bác ạ, rất là chắc chắn luôn ạ. Chứ đấy đợt này đang là giảm giá rất là sâu đúng không? Đúng rồi, chứ đang là giảm giá rất là sâu luôn nhá. Và bên em còn bao ship cho các bác luôn nha các bác ơi. Đấy ạ, em đang giới thiệu chi tiết tới các bác một cái bếp tròn là một chút nhá. Còn bếp vuông thì các bác lựa chọn mẫu nào. Cái này rất chi là hay, có nhiều bác hỏi em là có dùng để đun nướng than tha được không ạ? Nướng thịt được không đấy ạ? Thì thoải mái cho em luôn các bác ạ. Đấy, với cái bếp như thế này thì các bác anh nhà mình có thể sửa ấm đốt than hoa. Và đặc biệt là rất chi là tiết kiệm ga và điện trong cái thời tiết mùa đông sắp sửa tới rồi đây này các bác này. Đấy, miền Bắc này cực kỳ là lạnh rồi. Đấy, và với cái bếp vuông này là mặt 37 nha các bác nhé. Mặt 37 này. Đấy, cửa này. Đấy, rất chi là tiện ích luôn. Cửa này cũng có tấm chống lên cho nó nổi. Cái đây là gọi là cái lò thông minh. Một cái lò vuông. Còn bên này là cái lò tròn. Cái lò tròn này đây là mặt 35. Đấy, như các bác nhìn thì em thấy cái thép này nha, hôm giờ em có thí điểm mua một cái là độc cái này nó đã dày gấp đôi cái của người khác rồi, rất chỉ là lạnh luôn, dày bịch luôn. Đấy, và khi các bác anh nhà mình mà sử dụng đun thì trong này nó là kiềng âm, kiềng ba chân kiềng âm, đáy có đáy hứng cho. Và dưới này thì các bác nhìn này, có hứng cho đầy đủ như này. Và đây thì có ống khói. Đấy, và với một cái lò này thì hiện tại là em thấy là đang bán, em mua chỗ khác là 360, nhưng ở đây thì mua chỉ có 300 thôi. Loại dày, loại dày và đẹp nhé. 300 là miễn phí ship một cái mặt 35. Còn cái mặt cái vuông này thì còn cái tròn của 40 đó, cho các bác xem tròn 40 nhé. Cái tròn 40 này là loại dày đang là 400, em thấy giảm giá chỉ còn có 330 thôi nhé. Đấy, hai cái khoảng đấy. Và loại dày cột thôi các bác ạ, loại dày cột vuông. Đấy, và với bác nào mà đang xem video này mà đang muốn mua đến chiếc bếp củi thông minh như này, đấy, các bác em này mình mua ngay tại đây nhá, mua ngay tại đây để được miễn phí ship tới tận nhà luôn. Và với xưởng bếp củi bên em thì sẽ có vuông tròn đấy, và rất chi là nhiều bác nào ở đâu trên đất nước Việt Nam này cũng có thể mua được một dòng bếp siêu tiết kiệm ga, siêu tiết kiệm điện đấy, và còn được miễn phí ship nữa. Đấy, bác nào anh nào đun củi mà tốn ga tốn điện thì mọi mua ngay chiếc bếp này cho em nhé. Nhớ follow và nhớ đăng ký kênh của em để xem